Hương và anh Huy rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, em thấy anh đang chuẩn bị măng hả? Nhìn măng ngon vậy nè, làm em nhớ đến món canh chua măng cá diêu hồng mà bữa trước em được học đó. Hôm nay anh định nấu măng với cá gì nữa hả? À, hôm nay anh cũng nấu canh măng, nhưng mà không phải nấu với cá mà là nấu với thịt. Mà đặc biệt nha, canh măng mà nấu với thịt giò heo thì rất là ngon. Chắc em đã từng ăn món này rồi đúng không? Canh măng giò heo thì em ăn rồi, nhưng mà lần trước á thì em ăn em cảm thấy là không có ngon. Nước thì không ngọt, giò heo thì không mềm. Kỳ này anh phải chỉ em nấu sao cho ngon á. Rồi, yên tâm đi, anh rất là sẵn sàng. Mà măng là có theo mùa hay là có quanh năm hả anh? À, măng chúng ta có hầu như là quanh năm. Nhưng mà đặc biệt là vào khoảng mùa mưa thì măng có rất là nhiều, do đó giá thành cũng rẻ. Để chế biến món canh măng giò heo cho 4 người ăn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau. Giò heo, lóc xương 400g. Nếu mà chúng ta thích ăn giò heo có nhiều thịt, chúng ta nên mua loại giò heo trước. Măng, hành, ớt, hành tím, hòa rí, muối, tiêu, nước mắm, bột ngọt và một gia vị nữa, đó là hạt nêm Aji ngon. Đầu tiên là măng, chúng ta mua măng về phải sơ chế cho thật sạch để măng không bị đắng. Trước hết là chúng ta sẽ ngâm măng qua nước có pha chút xíu muối khoảng vài lần, sau đó xả lại rồi luộc qua nước sôi, ngâm qua nước lạnh để nguội, sau đó vớt ra để ráo và cắt miếng vừa ăn. Ớt chúng ta sẽ sắc lát, hành lá và ngò rí chúng ta sẽ sắc nhuyễn, giò heo chúng ta sẽ cắt cỡ bao diêm, sau khi cắt giò heo xong chúng ta sẽ ướp giò heo. Giò heo chúng ta sẽ ướp với hạt nêm, muối, tiêu và trộn đều. Sau khi thịt heo đã thấm gia vị, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu canh. Chúng ta bật lửa lên, đập dập hành tím, xào với một ít dầu. Khi dầu đã nóng, chúng ta sẽ cho hành tím đập dập vô, xào. Hành tím thơm, chúng ta cho thịt heo vô xào chung. Khi các bạn xào thịt heo săn lại, chúng ta sẽ cho vô khoảng 1,5 lít nước. Chúng ta sẽ đợi nước sôi lại và thường xuyên vớt bọt, giảm nhỏ lửa. Bây giờ thì thịt gần mềm rồi, chúng ta tiếp tục cho măng luộc vô. Bỏ măng vô xong rồi mình nấu trong bao lâu nữa ha anh? Sau khi bỏ măng vô, chúng ta nấu thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa để thịt và măng mềm đều. Chắc măng và giò heo đã mềm rồi anh Quy. Giờ thì anh nêm gia vị đúng không? Bây giờ thì thịt và cả măng mềm đều, chúng ta sẽ nêm thêm bột ngọt, một ít nước mắm và tắt lửa. Các bạn chú ý là món canh này phải nhất thiết là thêm một ít nước mắm thì canh mới được ngon. Các bạn lưu ý, món canh măng giò heo sẽ ngon hơn và chúng ta nhất thiết là phải nêm thêm một chút nước mắm. Ngọc Hương ơi, bây giờ thì chúng ta có thể múc canh măng ra được rồi đó. Dạ, anh múc nhanh đi để em còn thử nữa chứ. Để cho món canh ăn thêm phần hấp dẫn, chúng ta sẽ trang trí thêm một ít ngò và hành lên mặt. Và chúng ta có thể dùng kèm với nước mắm và ớt cắt lát. Bây giờ thì anh sẽ mời Ngọc Hương thử nha. Dạ. Anh mời em. Cảm ơn anh Huy. Măng chín mềm đó anh Huy. Để em ăn thử giò heo coi có mềm không.
ngon, thiệt là ngon luôn á anh Huy. Nước canh trong, ngọt, giò heo thì mềm, măng cũng chín mềm luôn. Mà đặc biệt á là anh chọn giò heo á nhiều thịt, ăn thật là thích á. Món canh măng giò heo thật dễ nấu. Quý vị và các bạn hãy vào bếp để có thể thực hiện món này cùng người thân bạn bè của mình thưởng thức. Chúc quý vị thật ngon miệng. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt.